Anh nhóc, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Mơn. Người Việt Nam mình á, khi mà nghĩ về Hàn Quốc thì người ta đều nghĩ rằng là mọi người ở Hàn Quốc ai cũng đẹp như trên phim hết. Điều đó có đúng hay không? Qua vlog ngày hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn biết cái điều đó nha. Thì cái vấn đề nằm ở đây đó chính là người Việt Nam của tụi mình á coi phim Hàn Quốc quá là nhiều đi, cho nên là khi mà người ta nghĩ về Hàn Quốc á, người ta đều có một cái khái niệm chính là ai ở Hàn Quốc người ta cũng đều đẹp như diễn viên cả. Điều đó có đúng hay không? Mình xin trả lời với các bạn điều đó hoàn toàn không đúng. Bởi vì sao? Những cái người mà đẹp xuất sắc ở Hàn Quốc á thì người ta đi làm diễn viên, ca sĩ, idol rồi hết tất cả rồi. Còn những người bình thường á thì họ cũng bình thường thôi. Nói chung họ không phải là xuất sắc lắm như trên phim đâu. Nhưng mà phải có một cái thực tế rằng là ở Hàn Quốc vẫn có những người đẹp như là diễn viên nhưng người ta không đi làm ca sĩ nha các bạn. Nhưng mà có một cái điều mắc cười ở đây chính là người Việt Nam mình á, khi mà cứ nói về Hàn Quốc, nghĩ về Hàn Quốc thôi là người ta cứ mặc định là đẹp, ai ai cũng phải đẹp hết. Cho nên là cứ mà các bạn kiểu như các bạn là một người bình thường nhưng mà các bạn mang quốc tịch Hàn Quốc, chỉ cần các bạn mang quốc tịch Hàn Quốc thôi là bảo đảm rồi, ai nấy ở Việt Nam đều rất là thích, đều rất là cuồng luôn. Có một lần mình đi về Việt Nam nhé, có một cái bà kia bán sim card, mình kêu là bán cho cái sim này này nọ, xong một tiếng nói là sao ra là mình đi với chung thằng Hàn Quốc. Xong thế là cái bà đó bắt kêu con đó, trời ơi con ra đây con này, trời ơi anh này Hàn Quốc nè. Trong khi thằng bạn với mình đi nó xấu quốc luôn, nó bình thường lắm, không có gì đẹp hết á. Vậy mà cái bà mẹ đó với là cái người con nhìn cứ như là thần thánh lắm vậy. Cho nên là thứ nhất là đối với người Việt Nam tụi mình á, thì khi mà nghĩ về Hàn Quốc thì người ta kêu là cứ thần thánh Hàn Quốc lên, ai ai cũng bảo là đẹp hết. Nhưng mà có một số điểm sau đây mình phải công nhận là người Hàn Quốc thực sự rất là đẹp. Bởi vì sao? Cái chế độ dinh dưỡng của họ nha các bạn rất là tốt luôn, rất là hiệu quả, cho nên là ai ai ở đây dáng người đều rất là cao ráo, nhìn rất là đầy đặn và nói chung là nhìn rất là khỏe mạnh. Thường thì mấy đứa mà bên Hàn Quốc như thế này, mấy thằng con trai á thì thường phải cao 1m7 trở lên, mấy đứa con gái thì khoảng cao 1m65 hoặc 6 mấy trở lên thôi. Còn cái tầm như mình á thì mình cao khoảng 1m7 thôi, nhưng mà mình thì hơi ốm, cho nên là đối với cái dáng người ở mình á, như mình á ở Hàn Quốc á thì gọi là hơi bị lùn và hơi bị ốm, nhìn nó rất là bé tí. Trong khi đa số mấy đứa Hàn Quốc ở bên này nha các bạn nha, đảm bảo là những bạn đang du học ở Hàn Quốc, các bạn đều thấy rằng là mấy thằng trai Hàn Quốc đều rất là cao nha các bạn. Những cái người mà tướng cao, những cái người mà dáng đẹp như vậy đó, mặc áo quần á rất là gọn gàng, rất là đẹp luôn. Họ chỉ cần một cái áo thun thôi với một cái áo quần jean thôi là bạn thấy là họ rất là sạch sẽ, nhìn rất là gọn gàng ngăn nắp vậy đó, nhìn vào cái thôi là thấy thích liền luôn. Tiếp theo nữa đó chính là mấy đứa bé Hàn Quốc á, từ nhỏ đã được ba mẹ dạy là chăm sóc da như thế nào nha, phải dùng sữa rửa mặt như thế nào nè, rồi vào ngày mùa đông phải bôi cái gì lên mặt, rồi xong phải đắp chét cái gì đủ thứ lên mặt á, để cho những đứa bé đó có một làn da khỏe mạnh và đặc biệt là không bị bẩn do bụi bẩn ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc á, nó bay ngang qua đây. Cho nên là những người Hàn Quốc khi mà người ta trưởng thành thì đa số họ đều có một làn da cũng rất là đẹp. Nói chung là không phải là xuất sắc lắm, vẫn có rất nhiều người có mụn tùm lum trên mặt hết, hoặc là da như thế này, do như thế nọ. Nhưng mà thường á thì đa số chúng ta nhìn vào họ, chúng ta đều thấy một điều đó chính là khuôn mặt họ rất là sạch sẽ, gọn gàng. Đặc biệt ở đây á, họ có một cái phong cách gọi là phong cách đầu tóc, nhìn cũng rất là gọn gàng nha các bạn. Mấy thằng trai đó thì nói chung nó chỉ cần cắt cái đầu như mình thôi, gọn gàng như thế này này, cũng không phải là loại gì cao siêu hết, cắt đơn giản thôi là nhìn nó rất là tươm tất lên rồi. Chứ không phải như bên Việt Nam mình khuyên là những bạn Việt Nam mình nó đừng bao giờ nên cắt cái đầu mà đầu undercut ấy, cái undercut mà cạo hai bên đây nè, xong rồi để cái chỏm như đây nào này nọ, hoặc là tóc nó cắt cứ ngắn lên hết, ôm đầu như thế. Cái kiểu đó là kiểu dành cho những người phương Tây, khi mà họ khuôn mặt họ có cái góc cạnh rất là đẹp rồi thì cắt như vậy họ sẽ show ra những cái phần mà nói chung là ưu điểm của khuôn mặt họ. Trong khi những người Việt Nam mình đa số là cái khuôn mặt nó không có được đẹp cho lắm. Đối với những bạn mà bình thường á, khi mà các bạn dùng cái kiểu đầu đó, apply cái kiểu đầu lên trên đầu các bạn thì bảo đảm các bạn nhìn cứ như là khá bạch đấy. Đấy. Còn tiếp theo đó chính là cái phong cách ăn mặc của người Hàn Quốc. Người ta hay ở một cái điểm đó chính là họ biết cách phối đồ cũng rất là hay, nhìn rất là gọn gàng, sạch sẽ. Họ chỉ cần một cái áo thun thôi nha, rồi mặc một cái quần jean thôi, vậy là ra đường rất là đẹp rồi. Thì mình khuyên các bạn phải chỉ cần là mặc một cái áo thun không có màu, có màu gì cũng được, nói chung đừng có quá màu, quá sặc sỡ, một màu duy nhất thôi. Và tiếp theo các bạn chỉ cần mặc một cái quần jean thôi là đảm bảo nhìn các bạn rất là gọn gàng, sạch sẽ. Chứ đừng bao giờ các bạn mặc cái kiểu áo mà áo sơ mi, hoặc là áo sơ mi mà loại caro hay là sọc sọc đủ 3, 4 màu, 5, 6 màu lên, nhìn nó rất là kiểu như là dân Trung Quốc vậy đó, nhưng nhìn nó không có đẹp cho lắm. Nên mình khuyên các bạn là phong cách đơn giản nhất là phong cách đẹp nhất, các bạn chỉ cần mặc một màu thôi là đẹp rồi. Tiếp theo, đặc biệt là sẽ có nhiều bạn đang xem vlog này, các bạn sẽ nói là người Hàn Quốc hay phẫu thuật thẩm mỹ. Các bạn nên biết này nha, phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc
có một cái giá rất là cao. Cho nên là không phải ai cũng có tiền mà người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu các bạn nha. Nhưng mà các bạn biết rồi đó, khi mà người ta đã nhận phẫu thuật như vậy thì rất là đau đớn nha các bạn nha. Người ta phải chịu bỏ đau đớn nè, rồi người ta bỏ tiền ra nè, rồi người ta phải chịu đựng bao nhiêu là thứ để người ta có khuôn mặt như vậy. Đó không phải là cái chuyện mà các bạn chỉ cần nói là đi phẫu thuật cái về là đẹp được đâu. Không có đâu, có những người người ta còn thất bại nữa. Cho nên là mình nghĩ là các bạn đừng bao giờ có thành kiến với cái vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. Nhưng mà cũng đặc biệt một cái hay đó chính là lần trước mình có đi cái bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi ấy. Mình sẽ để link ở phía dưới nếu các bạn muốn tham khảo. Thì cái bệnh viện này rất là hay, mình đi lần trước mình tiêm filler đây nè, là cái chất làm đầy. Thì hồi đó nếu các bạn muốn thì các bạn có thể xem cái vlog lần trước mình quay ở Banobagi đấy. Thì cái ở đây này bác sĩ nói rằng là cái tiêm này nè nó chỉ khoảng có tác dụng là khoảng 6 tháng tới 8 tháng thôi. Mà bây giờ là tháng thứ 9, tháng thứ 10 rồi nhưng các bạn nó vẫn còn một miếng ở đây nè các bạn. Nó đang mất dần dần nhưng mà nó vẫn còn tới tận ngày hôm nay. Là các bạn phải công nhận rằng là ở Hàn Quốc á, cái kỹ thuật mà phẫu thuật thẩm mỹ con người ta quá là hay đi. Cho nên bây giờ này các bạn tác dụng vẫn là còn rất là hay luôn các bạn. Mình công nhận là lần đầu tiên mình thấy là có một cái bệnh viện thẩm mỹ mà nó chuyên nghiệp đến như vậy. Nữa rằng là một cái mà người ta gọi là thiên thời địa lợi, đó chính là khí hậu ở Hàn Quốc làm cho con người ta đẹp hơn. Mình phải công nhận một điều rằng là như vậy đó các bạn. Ở Hàn Quốc cái khí hậu người ta nó không có bị ô nhiễm nặng như ở Việt Nam mình. Mình đảm bảo với các bạn là Việt Nam bây giờ đang bị ô nhiễm rất rất là nặng. Mặc dù là ở Hàn Quốc lâu lâu có bụi ở Trung Quốc nó bay qua, nhưng mà chỉ là bụi thôi chứ nó không phải là ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như ở Việt Nam mình đâu. Và đặc biệt là cái ánh nắng bên này nha các bạn, bốn mùa nó đều nhẹo dịu nhẹ, trừ cái mùa hè điên ra. Mùa hè điên là bảo đảm là cái nắng đó là nắng muốn cháy da cháy thịt luôn. Còn mấy cái mùa khác nó làm kiểu như là nắng chỉ làm tới là nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng là vậy đó các bạn. Nó sẽ làm cho da các bạn nó không bị đen xì như ở Việt Nam mình nha các bạn nha. Mình ở Hàn Quốc được khoảng hơn một năm thôi à, nhưng mà khi mình qua Hàn Quốc các bạn thấy cái làn da mình đang có bây giờ đây nè, là da nó rất là trắng và trắng hồng nha các bạn nha. Mình không cần phải xài kem dưỡng trắng, kem tẩy trắng, kem mà kem gì, kem trộn, kem 150 hay là 200 gì đó, kem phủ mi trần nó bán thì mình không có cần xài. Mình chỉ cần ở bên này mình xài những cái gọi là chống ẩm, dưỡng ẩm, hoặc là nói chung là dưỡng cái da nó sạch sẽ thôi, chứ không cần phải xài những cái sản phẩm khác. Có lần trước mình về Việt Nam nha, mình ở Việt Nam đúng một tháng thôi, ở đó xong rồi qua lại đây nha, da mặt đen xì luôn các bạn ơi, đen xì luôn. Các bạn biết con chó mà lông đen không, gọi là chó gì ta, chó đó là chó đốm, không phải chó đốm, chó là chó màu đen á, chó gì ta, các bạn comment tên chó đó dưới đây giùm mình nha, chó đen á. Da đen xì luôn các bạn ơi. Và đặc biệt là cái đầu mũi mình, cái mụn mà mụn đầu đen các bạn biết không, một đống luôn nha các bạn nha. Nó chích lên đây nè, trời ơi quá trời là quá trời luôn. Mà các bạn biết đó, ở Việt Nam mình xài cả chục cái, những một chục cái sản phẩm để mà trị cái mụn đầu đen mà không thể nào mà hết được. Nhưng mà cũng có một cái hay là lần trước bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi lại có một cái khoa da, nên là mình đã làm một cái video clip về sử dụng cái dịch vụ khoa da bên này. Nói chung là ôi các bạn ơi, là một thiên đường đối với những dân mà muốn yêu thích cái đẹp nha các bạn nha. Trời ơi, ở đây á, đúng là bên Hàn Quốc người ta đầu tư vào cái việc làm đẹp của họ rất là hay nha các bạn nha. Thiết bị kỹ thuật nói chung là 1 tỷ cái liệu trình để mà giúp cho da các bạn đẹp lên. Các bạn có thể xem cái vlog lần trước mình quay mình đi khoa da ở Banobagi đấy. Thì nói chung là liệu trình làm này rất là phức tạp, và nói chung là họ làm rất là chuyên nghiệp, rất là cẩn thận, từng bước một các bạn. Và khi mà mình ở Việt Nam về đó, xong mình qua lại đây thì cái da mình nó đen xì luôn các bạn nha. Bảo đảm nó không được như bây giờ đâu, không được như bây giờ đâu. Nhưng mà sau khi mà mình sử dụng cái liệu trình đó không, các bạn có thể thấy nè, đấy, da này da không có make up, không có bôi cho chắc chấu, á lộn, không có bôi son chắc phấn lên mặt nha. Các bạn thấy mình kỳ này nha. Đó, nói chung là đây là cái da mặt bình thường của mình khi mà mình được cái liệu trình ở Banobagi xong nha các bạn nha. Bụng đầu đen biến mất hết trơn luôn, không còn một chút gì luôn. Và đặc biệt bên này để tẩy cho mình những cái mụn ruồi luôn. Mình rất là thích cái này, cho nên mụn ruồi mình hết, nhưng mà nói chung mình vẫn còn cái mụn ruồi Trung Quốc, mụn ruồi Trung Quốc vẫn còn nằm ở đây. Cho nên là mình thấy là cái liệu trình ở đây rất là hay. Và đặc biệt là khi các bạn đi cái khoa da này các bạn, mình còn được các chị nhân viên đây tặng cho mình một số mỹ phẩm để mình về dưỡng da. Trong đó thì mình sẽ có một cái những cái sản phẩm mà mình khuyên các bạn nếu mà các bạn lỡ mà muốn xài hen. Thì đặc biệt chúng ta có thấy đây là cái serum Banobagi nha các bạn nha. Đấy, serum Banobagi này lần trước mình đi về Việt Nam á, mình để quên ở nhà mình để chị mình xài luôn. Thì chị mình á bị nám da rất là nhiều, cho nên sau khi mà một tháng chị mình xài thử này, trời ơi, cái nám da nó biến mất dần luôn các bạn. Da bây giờ rất là mịn, rất là đẹp, và nó không bị rít rít như là những cái serum bình thường. Và nói chung đây là cái loại serum mà có thể dưỡng trắng da nữa. Cho nên là mình, nếu mà các bạn muốn xài một loại serum mà
có những cái công dụng như vậy đấy. Thứ nhất là trắng da nè, thứ hai là nó cung cấp ẩm cho các bạn và làm cho da các bạn nó bị gọi là không bị nám nữa, thì mình các bạn khuyên các bạn nên xài cái này nhé. Kem chống ẩm, kem khóa ẩm này kiểu như là các bạn khi mà ở Hàn Quốc nha các bạn nhé, các bạn sẽ bị một cái triệu chứng, các bạn nam mà nếu đang xem vlog này các bạn cũng nên nghe lời mình khuyên luôn, đó chính là vào những mùa đông á thì các bạn sẽ bị da khô đúng không, da mà nó bong chóc ra luôn đó, môi khô bong chóc, nói chung bong da nhìn rất là kinh, các bạn chắc hắt hẳn là các bạn ở Việt Nam mình khi các bạn qua đây các bạn sẽ bị như vậy. Thì mình khuyên các bạn nếu mà xài, các bạn nên cái xài kem khóa ẩm này của Banobagi nè đấy, công dụng của nó đó chính là giúp cho da các bạn có một cái lượng ẩm nhất định và các bạn sẽ không bị khô da trong suốt cả ngày đó. Cho nên đây là một cái loại kem rất là hay. Tiếp theo đó chính là cái loại kem chống nắng này. Kem chống nắng này là trai gái cũng đều nên xài hết. Biệt cái loại kem chống nắng này nó còn giúp da các bạn trắng lên, dưỡng trắng da các bạn. Và thứ ba chứ là cái điều mình rất là thích của cái sản phẩm này, đó chính là nó không có màu. Không có màu khi bôi lên các bạn, nó nâng tông nhẹ lên một chút xíu thôi, chứ nó không có màu. Nói chung là màu như mà các bạn xài mấy cái loại sữa gọi là kem chống nắng như là Sunplay ở Việt Nam mình đó, những cái loại đó thì bôi lên thấy da mặt nó trắng bóc nhìn nó kinh lắm. Còn cái này nó không có màu, nó thấm vào trong da mình luôn, nó làm màu da mình một cách tự nhiên lên, không ai biết được là mình đang xài kem chống nắng. Nếu mà có một ngày nào đó mình nghĩ rằng là nếu mà tất cả những người Việt Nam, trai gái Việt Nam đồ này nọ đó mà ở bên Hàn Quốc với một cái môi trường là các bạn được ăn uống đầy đủ nè, các bạn sẽ được có một cái thời tiết nó gọi là không có khắc nghiệt lắm, nó sạch sẽ nè. Và thứ ba là các bạn sẽ được dưỡng da như là người Hàn Quốc như vậy, thì bảo đảm là người Việt Nam mình rất rất là đẹp luôn các bạn nha. Nhưng mà nói gì thì nói thì có nhiều bạn ghét Hàn Quốc thì ghét, nhưng mà nói chung mình đã chỉ ra được những cái điểm rất là hay ở Hàn Quốc rồi. Nếu mà chúng ta học tập được những cái điểm như thế này thì bảo đảm là một ngày nào đó có khi trai Việt Nam mình còn đẹp hơn trai Hàn Quốc thì sao. Và một lúc nào đó thì những cái nước lân cận nó kêu trời ơi mày lấy chồng Việt Nam luôn, trời ơi oppa Việt Nam hay gì đó, trời ơi. Nghe vậy có phải thích hay không, đúng không? Ok, và vlog ngày hôm nay là để ngồi chia sẻ cho các bạn những cái điều về cái vẻ đẹp ở Hàn Quốc thôi. Nếu các bạn có những cái ý kiến gì đóng góp thì các bạn hãy comment phía dưới cho các bạn khác cùng xem nữa nha. Ok, và vlog ngày hôm nay đây là kết thúc rồi. Bye bye. Nhà mình mới nuôi một con chó đó. Tổng cộng nhà có 2 con chó.